Hoàng Gia Audio xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Clip phát hành vào buổi tối ngày 12 tháng 7 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia lại lên cho các bác một cái bộ phối ghép là bộ xe pháo mã gồm những cái thiết bị như sau. Thứ nhất là đôi loa Pioneer Bass 30 3 đường tiếng. Model của nó là A700, một trong những cái dòng loa mắt võng mắt cáo cũng rất là ít xuất hiện trên thị trường. Những cái dòng này nó có những phiên bản nào thì Hoàng Gia sẽ kể chi tiết một chút để các bác sẽ biết được những có những phiên bản nào trên thị trường. Đầu cối Tech A6100, một trong những dòng đầu cối chạy băng 7, băng 10, chạy được cả băng 2 trách, băng 4 trách và máy chạy một chiều, vâng nhé. Âm ly xăm xui, model của nó 5000A. Dòng này thì chơi 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ và suất âm tụ, vâng nhé. Dòng này thì có thể kết hợp được rất nhiều các dòng loa khác như 77A, 88A, 99A. Và ngoài ra những dòng loa của Sansui như 3500, 2500, 7500X, 5500X rồi rất nhiều các dòng loa của Sansui. Đấy, thì các bác có thể kết hợp được. Dòng này thì độ nhạy, tức là cái giải tần, tép, bát nó rất là tốt, nó rất là bén tiếng. Nên là cái tỷ lệ ghép thành công với những cái đôi loa như Pioneer hay Sansui. Ngoài ra có thể ghép một số các dòng loa của châu Âu cũng khá là ok các bác nhé. Thì đây là những cái chiếc âm ly mà phải nói rằng là nó có cái âm sắc rất là tốt và tỷ lệ phối ghép thành công cũng rất là cao. Nên Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm như thế. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm trong video ngày hôm nay. Trước khi vào video này thì Hoàng Gia cảm ơn các bác đang theo dõi clip này của Hoàng Gia Audio. Một số bác cũng có đã xem kênh của Hoàng Gia Audio rồi. Một số bác thì hôm nay mới, chúng ta mới biết đến kênh của Hoàng Gia Audio. Thì cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm và ủng hộ những sản phẩm của Hoàng Gia Audio trong suốt thời gian dài vừa qua. Vâng ạ, và bây giờ thì Hoàng Gia cũng xin đi chi tiết từng sản phẩm trong ngày hôm nay. Trước khi đi vào sản phẩm thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng có được những cái này rất là quan trọng các bác ạ. Đây là những cái chiết áp các bác nhé. Những bác nào đang chơi những dòng âm ly Sansui như 5000 trơn, 5000A, 5000X, 2000X thì chắc chắn những cái chiết áp này rất là quan trọng. Một số các bác đã hỏng chiết áp và không có chiết áp thay. Đấy. Đây là cái chiết áp mà Hoàng Gia đặt bên Mỹ, eBay, hàng mới cứng luôn nhá, chưa có vết chấm hà nào luôn, tức là chưa sử dụng các bác nhé. Thì đây là các chiết áp đây các bạn này. Thế làm sao để biết được cái chiết áp của loa nhà mình đang bị hỏng hay không thì nó có nhiều cách đơn giản đó các bác. Các bác nhá, bình thường các bác để volume về không mà nó tiếng vẫn ra loa thì
thì đấy là chiếc đang bị lỗi các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác vặn nó lệch xoẹt, mặc dù không phải là do đèn kích nó bị nổ, đèn kích nổ nó khác, vặn lệch xoẹt đã xịt RB7 rồi nhưng cũng không được. Đấy thì lâu ngày cái tiếp xúc nó sẽ kém đi các bác nhá. Đấy thì Hoàng Gia cũng gặp rất nhiều bác khách là đang bị cái tình trạng như này, nên là Hoàng Gia cũng có thêm một cái giải pháp cho các bác, đó là nhập những cái chiếc áp mới như thế này, hàng eBay đặt bên Mỹ các nhá, về để thay thế cho những cái chiếc áp của những con âm ly như 5000 trơn, 5000A, 2000X, 5000X, kể cả những cái dòng âm ly đắt tiền như 70, 70, 80, 80, 90, 90 dB các kiểu, thì các bác có nhu cầu thì Hoàng Gia sẽ đặt về cho các bác các nhá. Tất nhiên là cái dòng đó thì cái dòng này nó sẽ không lắp được các nhá, vì nó còn liên quan đến độ dài chân, kích thước. Đấy, nhiều bác đi cấy những cái chiếc áp khác vào. Cấy chiếc áp khác vào thì nó có lắp có đảm bảo không? Thì xin thưa với các bác là với mỗi một cái chiếc áp này thì nó có một cái điện trở khác nhau. Đấy, ví dụ như con này chiếc áp của nó, điện trở của nó là 250k nhân 2. Tức là cái chiếc áp này nó sẽ có vế trái và vế phải các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, chiếc áp này là chiếc 2 tầng. Tầng trên và tầng dưới tượng trưng cho vế kênh trái và kênh phải của loa. Đây là những cái cọc mát và đây là những cái cọc để chúng ta tăng chỉnh âm lượng. Đấy. Thì trong này nó sẽ là có những cái lá đồng nó quét ở trên cái mặt tấm phíp. Nhưng mà lâu ngày thì nó sẽ bị hỏng, kém đi. Thì rất nhiều các bác đang bị cái tình trạng này, thì hôm nay Hoàng Gia cũng xin đưa cho cái giải pháp là thay. Mặc dù cái này là rất là khó tìm các bác nhá, không đơn giản đâu ạ. Đấy, trừ khi các bác hỏng âm ly các bác gỡ ra thì có thôi. Còn bình thường những cái này ở mua ở Việt Nam là không có đâu. Đấy, cái này là Hoàng Gia phải đặt ở bên Mỹ ship về. Đấy. Thì với mỗi cái chiếc áp như này thay thì các bác lưu ý nhá, nó rất là đắt tiền, nó không rẻ đâu ạ. Nó loanh quanh phải khoảng 2 triệu các bác nhá, 2 triệu đấy, chứ không rẻ. Các bác lưu ý cho em nhá, nó không rẻ đâu. Vì đây là chiếc áp xịn chứ không phải chiếc áp tàu nhá. Và chiếc áp tàu này không có các bác nhá. Dòng này nó không có chiếc áp tàu các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em. Vâng, mà quay về chủ đề chính ngày hôm nay thì phần đầu tiên thì Hoàng Gia đã test cái chất âm của đôi Pioneer A700. A700 này thì có những cái model nào? Thứ nhất là có E700. E700 thì là vải bố. Nó là vải bố, nó không được, nói chung là cấu tạo hình loa thì giống, gần như giống nhau. Nhưng nó vải bố thì nhìn nó không được đẹp. Thứ nhất là E700. Tiếp theo một phiên bản nữa là E700 này. Còn một cái phiên bản nữa là cũng E700 nhưng mà nó là vải lưới kim tuyến. Các bác nhá, lưới kim tuyến. Và đây là phiên bản A700, nó là căng mắt võng mắt cáo. Đấy, các bác có thể nhìn cái căng nó đây. Cái căng nó đây, vắt võng mắt cáo. Và nó có cái phào đây. Đấy, nó có cái phào đây, rất là đẹp. Đấy. Bát 30. Cái dòng này thì nó có hai phiên bản là màng FB và màng không có FB. Các bác nhá. Đấy. Và cấu tạo, cấu hình của nó thì nó cũng hơi giống 77A một chút và nó cũng hơi giống 88A một chút. Giống 88A thì nó có giống cái tép 6 lỗ này, tép còi 6 lỗ. Và nó giống cái chung này. Đấy. Cái bát này nó cũng giống 88A này hoặc 77A. Đấy, nên là Hoàng Gia nói là nó hơi lai một chút giữa hai dòng loa đấy. Và dòng này thì nó rất là bình dân, nhưng mà dòng này thì cũng rất là ít gặp. Đấy. Với những bác nào mà trong cái cửa tiền mà chúng ta khoảng có 17 18 triệu mà chúng ta không đủ tiền mua 77A, cũng không mua đủ tiền để mua được 88A, thì đây là một cái giải pháp mà các bác vẫn có thể chơi được. Cái đôi này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 17.500 các bác nhé. 17.500. Đấy. Với những cái đôi mà FB thì giá đắt hơn, nó loanh quanh khoảng 21 22 triệu cơ. Đấy, nhưng mà với những đôi mà không có FB thì nó sẽ rẻ hơn. Thực ra này nó chỉ khác nhau cái chữ FB ở trên loa bát và loa chung thôi, chứ nó cũng không khác cái gì từ phần bên trong lẫn như phần bên ngoài. Đây là các bác tự cân đối và chúng ta lựa chọn nó sao cho phù hợp. Đấy, loa thì đẹp nguyên bản rồi, các bác có thể nhìn cái màu, các tuyến loa màu nó đều nhau, nó không bị lệch màu các bác nhá. Đấy. Dòng này thì các bác ghép với những âm ly 5000A, 5000 trơn, 2000X, 5000X rồi 7070, 6060. Chơi rất là ok. Ở ngoài ra những dòng âm ly của Pioneer 773, 737, 838, Sansui 771, 881. Rất nhiều các dòng âm ly đài. Nói chung các bác cứ ghép âm ly đài chạy sáu sắt cho em thì tỷ lệ phối ghép thành công rất là cao các bác nhá. Và dòng này thì nghe nhạc băng cối, nhạc thu âm trước 575 thì rất là hay. Vì nó mộc mạc và nó thể hiện được cái tiết tấu chậm. Đấy, lóc cóc leng keng. Nó rất là hay các bác nhá. Đấy. Về góc cạnh thì đẹp rồi. Về góc cạnh này, vuông thành các cạnh. Đấy, đằng sau có tinh chỉnh này. Đánh từng kênh một. Nó có thể đánh từng kênh được các bác nhá. Đánh từng kênh một. Đấy. Em xin giới thiệu sang chiếc đầu cối Tech 6100. Con này thì với con 6300 thì nó gần như giống nhau, nó không có gì khác nhau quá nhiều. Vì cái đèn đồng hồ là giống nhau này, về cái cấu tạo chiều cao kích thước là giống 6300. Nhưng tuy nhiên 6300 là máy chạy 2 chiều và chạy được băng 4 trách. Nhưng con này thì là chạy được 1 chiều thôi, nhưng mà lại chạy được cả băng 2 trách. Băng 2 trách thì nó tiếng nó sẽ tốt hơn băng 4 trách. Nhưng tuy nhiên băng 2 trách thì rất ít các bác xài. Bởi vì lý do là băng 2 trách thì mua nó làm nó phức tạp và hai là nó hơi tốn kém, bởi vì nó chỉ nghe được một mặt thôi.
Đấy, nhưng băng 4 trách thì chúng ta có thể đảo mặt nghe được hai mặt luôn. Đấy. Về cấu tạo thì cũng là chạy từ sắt thôi các bác nhé. Về ngăn kéo ngăn kiếp thì cũng giống 6.300, cũng không có gì khác nhau nhiều. Con này thì giá nó hợp lý hơn so với 6.300 rất là nhiều. Đấy, giá con này thì Hoàng Gia đang bán 16 triệu cả húp các bác nhé. Tặng các bác đôi húp luôn. Băng và xương băng là sẽ không bao kẹp. Máy đẹp và zin nguyên bản. Đấy, các bác có thể nhìn thấy hai trách, các bác sẽ chuyển sang đây. Băng hai trách gạt sang đây, băng 4 trách gạt sang đây. Đó. Còn săn xui 5.000A này thì Hoàng Gia cũng bán rất nhiều rồi. Size của nó là size 44 và vỏ gỗ. Đấy. Ruột và mặt thì rất là đẹp rồi. Các bác có thể nhìn này. Đấy. Đèn đài đóm là đầy đủ, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Dòng này thì các bác ghép với 77A, 88A, 99A, A700, E700. Một số có dòng âm ni loa của Sansui nữa. 3.500, 2.000, 1001, 2002, 5.500X, 7.500X các bác nha. Và ngoài ra những cái dòng như sạch Win Vega, rồi những cái dòng Onkyo hay là dòng cái gì đó, loa của Nhật, bát 2530, thậm chí 40. Con này đánh rất tốt vì công suất con này rất khỏe các bác nha. Nó xuất âm tụ mà. Và thứ hai là nó công suất của con này thì con này với con 5.000X gần như giống nhau. Về cấu tạo bên trong thì gần như hai con này gần như giống nhau. Mà con 5.000X các bác biết rồi, công suất của nó là 320W. Và xuất âm tụ nữa thì thành ra là cấu suất nó sẽ rất là khỏe. Đấy. Và những đặc biệt những cái dòng âm ni xuất âm tụ thì nó cho cái âm sắc rất là hay các bác nhá. Đó, khỏe và rất là hay. Dòng 5.000A này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 14 triệu đồng các bác nhá. Với những con đẹp như thế này là 14 triệu đồng. Đấy. Còn các bác là muốn mua những con khoảng tầm 10 triệu, 11 triệu cũng có. Nhưng mà tuy nhiên thì với mức tiền đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đòi hỏi được là sản phẩm nó phải là đẹp, xuất sắc được các bác nhá. Chắc chắn là nó sẽ phải xước sầy một tí, hoặc là vỏ nó kém một tí, hoặc nội thất của nó kém hơn một chút. Còn tuy nhiên là vẫn bao zin các bác nhá, chứ không phải là 10 triệu 11 triệu nó không zin. Nó zin nhưng vấn đề là bên trong nó không được đẹp. Ví dụ như một con máy đẹp giá nó khác, và một con máy bên trong nó hơi rôm rỉ một chút thì nó sẽ khác. Còn tất cả những cái linh kiện vẫn là zin theo máy. Đó, nên là Hoàng Gia sẽ giải thích cho các bác như thế. Cái mặt mũi nó đẹp hơn giá nó khác, và mặt mũi nó xước một chút rồi nó chầy một chỗ nào đó thì giá nó sẽ khác. Thì cái đó thì Hoàng Gia sẽ báo chi tiết từng sản phẩm, và cũng như là sẽ báo giá từng sản phẩm một, nên là không thể áp dụng được trong bất kỳ một con máy nào giống nhau, chúng ta không thể áp dụng giá giống nhau được. Vâng, cảm ơn các bác, và clip này thì Hoàng Gia cũng xin được phép tạm dừng và kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đang theo dõi clip này, và mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Đô theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh, 0975884009, địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Hoàng Gia vẫn tiếp tục nhận những cái chương trình làm băng cối theo yêu cầu của các bác, băng 7, băng 10 các bác nhé. Những cái chương trình nhạc xưa, nhạc trước năm 75 và nhạc sau này, tức là nhạc sau năm 75. Các bác nào có chúng ta có nhu cầu, chúng ta thích những cái dòng nhạc nào thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio. Hoàng Gia sẽ làm cho các bác theo yêu cầu của các bác. Đó. Rất đơn giản thôi, và tất cả những sản phẩm thì Hoàng Gia vẫn ship toàn quốc. Và giá báo thì công khai luôn và giá không bao ship. Với những cái chương trình băng cối, băng 7, sợi Scott là 800.000 một cuốn, và sợi Scott mà băng 10 thì là 1.800.000 một cuốn có chương trình, chưa bao gồm xương. Với những xương nhôm mới thì là 500.000, với nếu các bác nào mua cả băng cả xương thì tính các bác 500, còn với các bác nào mua xương lẻ không mua băng thì là 600.000 một chiếc các bác nhá. Băng cassette thì là đang là có mức giá từ 150 đến 200 đến 300.000 một cuốn, tùy vào phôi từng cuốn các bác nhá. Bác nào thích những cái phôi băng như thế nào và tầm tiền nào thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh qua Zalo cho các bác để các bác lựa chọn các bác nhá. Kể cả những nhạc sau năm 75, nhạc trước năm 75 thì Hoàng Gia vẫn in trên các xét hoặc băng cối được các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác, và Hoàng Gia xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.